Chiều ngày 13 tháng 5, đông đảo cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để cùng tiếp xúc cho đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 với U22 Indonesia. Nhiều cổ động viên đã có mặt từ sớm cùng với kèn chống băng rôn và cờ để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển Việt Nam từ quê nhà, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt ngay giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sau hơn 90 phút thi đấu, dù có cơ hội gỡ hòa ở cả hai hiệp, song đội tuyển U22 Việt Nam vẫn không thể giành tấm vé vào trận chung kết, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng các cổ động viên nước nhà. Mình đến từ Hà Nội, mình sang Campuchia nhưng không sang kịp thời gian, mình phải ở đây. Trận đấu đem lại cảm xúc, tạo nên niềm tin cho người hâm mộ Việt Nam. Mặc dù chúng ta đã bị thua 3-2 ở những phút bù giờ. Thực sự đây không phải là cái cú ngã của U22 Việt Nam trong trận đấu lần này, mà tôi nghĩ nó cũng là thành công. Chứ không có điều gì mà để chúng ta phải rút ra những cái kinh nghiệm. Mong rằng người hâm mộ Việt Nam không chê trách U22 Việt Nam trong kỳ SEA Games lần này. Em khá là buồn vì Việt Nam mình thua ngay cái phút bù giờ gần cuối, nếu không là có thể để trận đấu vào cái hiệp phụ và chúng ta có thể là hướng tới một chiến thắng rồi. Mà thật sự là do đó có những cái tình huống mà bỏ lỡ sẽ rất là tiếc, nếu không thì diễn của trận đấu hay đã thay đổi rồi. Bây giờ là kết quả đã như vậy rồi, không thể thay đổi được, thì hy vọng là những ngày nghỉ sắp tới thì mình sẽ sốc lại tinh thần và cố gắng chiến đấu thật tốt để giành huy chương đồng. Sau khi để thua U22 Indonesia vào những phút cuối cùng của trận đấu, đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam đã không thể bảo vệ ngôi vương sau 2 kỳ liên tiếp vô địch SEA Games. U22 Việt Nam sẽ tranh huy chương đồng với đội thua ở cặp đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Myanmar diễn ra vào 20 giờ tối nay,